Người ta mới ví dụ, khi nấu một nồi canh ta dùng tướng rau, tướng bột nêm, tướng đậu hũ góp lại thành nồi canh như ý. Rồi canh rau thì có tính cách của nồi canh rau, muốn nồi canh rau chua thì lại thêm me vào. Đó, như nãy có một ví dụ vậy đó. Thì tùy theo mình. Giống như mình nấu một cái nồi cơm, căn bản là cơm là lạc là nở vậy đó. Nhưng mà rồi mình muốn nó thành cơm gì thì mình làm sao? Thêm thắt vô. Xào rau, xào cà rốt, rồi thêm bơ, thêm magi gì đó, cái thành ra cơm gì? Cơm Dương Châu. Cho nên là căn bản nó là như vậy. Cái tánh, cái tướng của nó, cái tánh của nó cơm là trắng vậy. Rồi mình có thể mình thay đổi. Như thị tướng, gì thì tánh. Bây giờ nói tới như thị thể. Thể là thể chất. Từ cảnh giới địa ngục cho đến cảnh giới Phật đều lấy sắc thân làm thể chất. Người và vật đều có cái thể của nó. Vũ trụ là đại thể, con người là tiểu thể. Vậy thì cá nhân, gia đình, xã hội cũng gọi là thể. Trong một thể cũng có cái tính tướng của nó. Thí dụ như bây giờ á, xã hội là, mình nói xa ha, quả đất, vũ trụ là đại thể, con người mình là tiểu thể. Rồi trong cái tiểu thể này nó có nữa, nó có gì nữa? Nó có mỗi gia đình á, một cái gia đình là một cái đại thể. Rồi trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân là tiểu thể. Cho nên á, rồi mỗi một cái thể như vậy thì nó có cái tướng, cái tánh khác nhau, phải không nè? Vậy thì mình bắt ai giống ai? Sao mà tôi nói nó không giống, tôi nói hoài nó không giống tôi, giống sao được? Nội cái tuổi tác là nó đã khác với mình rồi. Mình 40 tuổi, 50 tuổi thì mình thích đầm. Con nít mà 11, 12 tuổi sao nó đầm được? Nó cũng đầm nhưng mà nó thêm chữ nhảy đầm. Tức là lóc chóc. Còn mình thì mình 40 tuổi, 50 tuổi thì mình đầm thấm, mình nhẹ nhàng, mình ấy. Còn một đứa mười mấy tuổi sao bắt nó đầm được? Phải không? Thành thử ra tướng nó không vậy, thì tánh nó phải không vậy, thì thể của nó cũng có khác. Thì ở trong một cái đại thể nó có cái tiểu thể, mà mỗi mỗi tiểu thể nó có tánh tướng của nó. Đó, cho nên quý vị học Phật rồi đó, quý vị thấy là Đức Phật chia sẻ kỹ càng mọi sự mọi vật. Để rồi chúng ta làm gì? Chúng ta được có cái nhìn trong sáng về mọi sự mọi vật, mà chúng ta bớt đi cái sự chấp trước. Tất cả mọi khổ đau từ sự chấp trước mà ra hết. Chấp là gì? Tức là dính mắc. Thật sự ra con người mình ai sống cũng có cái chấp hết á, chứ không có thể nào mà nói không có chấp, có hết á. Nhưng mà cái chấp của mình nó cỡ nào thì mình nhẹ nhàng cỡ đó, và mình bớt khổ cỡ đó. Bắt buộc cũng phải có cái chấp chứ, nhưng mà mình chấp vừa phải thì người ta dễ sống, còn mình chấp gắt cũng kiệu thì người ta khó sống. Ví dụ như giờ mình nói vậy nè, tới bàn Phật, tới trước Phật phải lại ba lại. Đúng, cái đó là nguyên tắc mình nói vậy đó. Nhưng mà rồi mình cũng phải bớt vậy nè. Thôi bây giờ á, anh đau chân, đau lưng, đau gối, anh không quỳ được, anh đứng đi, anh đứng xá ba xá. Thật ra cái người đó không xá gì hết, người đó cũng không hề gì. Tại vì Phật đâu có rảnh đâu mà ngồi nói để ta coi có đứa nào lại kỹ, đứa nào không lại kỹ thì cho phước nữa. Đứa này lại kỹ nè, cho nó mạnh giỏi một chút. Đứa kia không có lại kỹ, cho nó mạnh chút chút. Phật không có quẩn đâu làm mấy chuyện đó. Cho nên bây giờ ảnh đó anh cứ đứng anh khoanh tay anh nhìn Phật thì ảnh cũng chẳng sao. Nhưng mà mình là đệ tử Phật, mình Phật tử thì mình nghĩ rằng ai đến với Phật thì cũng phải xá chào. Cho nên thôi bây giờ mình bớt chấp nha. Cái vụ cái người kia nguyên tắc là phải quỳ. Bây giờ cái người đó họ không quỳ được, mình nói họ xá. Xá cũng là chấp rồi đó. Nhưng mà cái chấp này được, thôi tạm đi. Chứ bây giờ trong cuộc đời này không ai mà không chấp hết đó. Có điều là chấp nhiều chấp ít. Chấp mà ít thì mình khổ ít, chấp nhiều thì mình khổ nhiều. Mà không chấp thì không có khổ, nhưng mà hiếm
cái chuyện mà không chấp mà không có khổ là hiếm lắm. Ví dụ như bây giờ nội cái chuyện mình ăn cơm thôi, ăn cơm mà phải có miếng nước tương, mới đầu nhẹ nhẹ mình đi từ từ mà phải có miếng nước tương phải có miếng ớt, xong cái ớt phải ớt dầm chứ ớt sắc không ngon đó, thành thử ra mình từ từ mình lấn vậy đó. Mình lấn vậy đó. Ăn cà ri mà thử thời người ta nấu cà ri mà bình thường cũng ăn, nhưng mà mình thêm chút nữa, cà ri là phải có chén muối ớt. Ăn cà ri phải chén muối ớt, ăn theo kiểu miền Nam miền Tây á, ăn cà ri phải có chén muối ớt, ăn canh chua là phải có chén nước mắm nguyên chất. Còn ăn bánh xèo, ăn theo kiểu miền Tây á, thì lấy rau cuốn, còn ăn kiểu Nha Trang là có bánh tráng nhúng. Để bánh xèo vô cái miếng bánh tráng nhúng nước vậy, rồi gói lại cho nó gọn chứ không có chịu cuốn bằng rau không. Thì đại mình thấy tất cả nó có cái thể của nó, và trong mỗi cái thể nó có cái tánh và cái tướng của nó. Như thị thể, như thị thể tức là cái thể nó như vậy. Vì quốc gia có thể vì quốc gia thể của nó gồm người và nước hợp lại. Ví dụ mình nói là cái thể của cái chùa, thể của cái chùa phải có gì? Dĩ nhiên là phải có Phật, rồi phải có mọi sự mọi vật ở trong này, rồi phải có người tu, phải có Phật tử, rồi phải có tụng kinh, rồi có giảng pháp ra cho cái chùa. Nếu mà nó có cái tướng chùa mà nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái tánh chất của cái chùa, tức là trong này mọi người không có lo chuyển hóa tánh tình và không có cái thể là tu tập, thì nó chưa thể gọi là cái chùa trọn vẹn. Như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, và tới như thị lực là cái thứ tư. Như thị lực là sao? Lực tức là lực dụng. Từ cảnh giới địa ngục cho đến cảnh giới Phật, trong 10 pháp giới, mỗi giới đều có công năng lực dụng riêng biệt. Người và vật đều có năng lực vận động. Ví dụ như là con trâu thì có lực dụng kéo cày, máy bay thì có lực để bay. Chư Phật có đầy đủ năng lực từ bi trí tuệ cứu khổ ban vui. Chúng sanh vô minh chấp ngã cũng tạo thành lực cảm quả khổ khác nhau. Như vậy thì trong cái tướng thì nó có cái tánh, nó có cái thể và nó có cái lực. Ví dụ như là mình nói, ví dụ như là con trâu thì cái lực của nó là kéo. Cái quạt máy thì cái lực của nó là gì? Là cái quạt để phát ra được cái gió mát. Phật thì có cái lực của từ bi trí tuệ, nhờ cái lực đó cho nên nó làm sao? Nó vượt, nó đưa mình ra khỏi cái khổ. Còn chúng sanh mình cũng có cái lực để buồn vui là do cái gì? Do chấp trước, như nãy vừa nói, tùy theo chấp nhiều chấp ít, nhận biết của mỗi người mà chúng ta tăng trưởng cái lực. Ví dụ như mình có cái lực của giận không? Sẵn có cái lực đó không? Có. Cho nên đụng cái tướng không thích coi, trời ơi rần rần lên. Không? Tại vì có cái lực đó cho nên cái người mà người ta có cái lực đó sẵn coi, đụng có một cái thì cái lực nó bộc lên là cái tướng nó hiện liền. Rồi nó hợp chung với cái tánh nữa, tánh, thể, tướng, lực nó hiện lên rồi, biết luôn. Biết địa chỉ luôn. Cho nên những cái này nó câu với nhau. Nó câu với nhau. Ví dụ bây giờ cái người đó họ có cái tánh là hay tham, tánh tham, cho nên rồi á, hễ mà có cái gì mà nó hiện hiện nhẹ nhẹ ra mà có thể quơ được coi, thì bắt đầu con mắt nó hiện lên cái tướng, nó liếc, nó nhìn giáo giác coi có ai để ý không, phải không? Rồi cái lực của trong kia nó lấy đi vắng nè. Một lát nữa là người ta lên cái là lấy không được, thì cái lực nó đẩy cái thì cái người đó làm liền. Cho nên rồi cái người, cho nên mỗi người mình nó có cái tánh
Và mỗi cái tánh đó, đó nó có một cái lực, cái sức mạnh, và tùy theo mỗi ngày mình huân. Cho nên cái người mà người ta dễ giận coi, nó có cái lực dễ giận lắm, chút xíu cũng có thể giận được, chuyện nhỏ cũng có thể giận được. Vậy bây giờ mình như mà cái lực này nó từ đâu mà nó mạnh như vậy? Từ do cái tánh mình huân. Cái tánh mình huân, cho nên mỗi ngày mình huân chút đó, nó tạo thành một cái lực. Cho nên một khi một cái lực này nó phát rồi á, thì tướng giận nó hiện, phải không? Do cái tánh giận hợp với cái lực nó đẩy thì nó hiện lên cái tướng. À, cho nên mỗi một con Phật á, Bồ Tát á, tại sao các ngài vượt khổ được? Tại vì các ngài có cái lực của từ bi trí tuệ hơn mình. Còn mình á, thì từ bi cũng có, nhưng mà lúc có lúc không. Mình cũng có cái lực thương người, nhưng mà cái người đó phải dễ thương mới thương. Còn họ không dễ thương, tôi không thèm thương. Cho nên cái lực nó khác rồi. Mà mình thương ai, mình đặt điều kiện nữa, phải chi nó vậy thì dễ thương không? Cho nên mình khác với Phật không nè. Phật là bình đẳng, mà nhiều khi còn ngược nữa. Thấy một chúng sanh mà người ta như vậy, mình phải càng thương hơn. Còn mình bây giờ mình thương, mình đặt điều kiện không à. Mình cho ai gì mình phải đặt điều kiện nha. Mình phải đặt điều kiện mình mới cho, mình mới làm. Còn không thì mình không đặt điều kiện. Thí dụ như nãy Pháp Hòa nói, mình thương mình phải nói dễ thương mới thương, mà tùy theo cái mình hấp. Cho quý vị nhớ mai mốt mình đọc kinh Lăng Nghiêm rồi mình sẽ thấy rằng Đức Phật hỏi ngài A Nan, thầy vì sao mà thầy đi tu? Nó tại vì con thấy Phật đẹp, con đi tu. Vậy thì quý vị nhớ là vì đẹp mới đi tu nha, vì thấy Phật đẹp mới đi tu. Cho nên cái tâm khởi ban đầu là khởi vì cái gì mà tu? Vì thấy Phật đẹp, tức là ham sắc rồi chứ gì. Mà khi mà bị cái tâm niệm sắc mà dẫn mình đi tu rồi á, thì mai mốt mình vô mình thấy cái gì đẹp nó mới hấp dẫn mình. Cho nên cái quả của ngạ nan là gì? Bị cô ma đăng dạ cũng vì sắc của ngạ nan, mà cô ma đăng dạ mới thương cái sắc đó, mà phải dùng cái chú, cái bùa, cái thuật để mà dẫn dụ ngạ nan đó. Cho nên cái đoạn kinh Lăng Nghiêm đó chỉ chút đó thôi là mình sẽ thấy nhân quả, nhân nào thì sẽ quả nấy. Tại vì cái tâm mình khởi lúc đi tu nó trật, cho nên vô trong chùa tu quả nó cũng sẽ trật. Ví dụ như bây giờ á, mình thất tình mình đi tu, mình vô trong chùa rồi mai mốt cái thất là mất rồi, hết tình cái nó quên, cái bữa khác thấy tình khác cái nó sanh. Vậy vì mình cái nhân cái phát bồ đề tâm của mình không phải chân chánh, phải chi mình nói á, vì cõi thấy cõi đời này là khổ, cho nên tôi phát tâm tôi tu để thoát khổ. Giống như Đức Phật Thích Ca, khi ngài còn là thái tử đó, ngài vì cái gì mà ngài phát? Ngài thấy sanh già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cho nên ngài phát tâm ngài đi tu, ngài muốn tìm ra con đường để hết khổ này. Cho nên suốt cái cuộc đời đi tu của ngài sao, cái quả nó khác. Còn mình bây giờ mình đi tu không phải vì cái đó. Thí dụ như mình thấy nhà nghèo quá, thôi vô chùa tu bớt vài đứa đi con. Nhà đông con mà nghèo, thôi cho nó vô chùa bớt vài đứa nó tu. Vậy thì nó tu là gì? Nó nghèo khổ nó tu. Cho nên mai mốt á, mà ở trong chùa thì cái gì, hễ mà nó thấy của thấy lợi thì nó lại sanh cái tâm tham, bởi vì nó khổ nó mới tu mà. Thì nó thấy cái gì mà lợi lộc cho nó là nó gồm đó. Cho nên nhớ khi mình đi phát tâm á, mình phát tâm mình tu á, nếu mình phát tâm vì những cái không phải là chính đáng, như là trên cầu Phật đạo giáo hóa chúng sanh á, thì ít nhất mình cũng phải nói như vậy: hiện đời này tu để giải khổ cho mình, và mong có cơ hội giải khổ cho người thân chúng sanh. Cho nên giờ già rồi không ai chăm sóc.
Thôi đi vô này tu, ít ra cũng có người này người kia. Lỡ mà Quảng Vân không chăm sóc rồi có nguyên tuệ, thí dụ mình cứ sắp đặt cái chương trình đi tu của mình là được hưởng cái này, được hưởng cái kia, cho nên nhân như vậy thì quả nó sẽ không có thành tựu, bởi vì từ cái khởi tâm của mình. Cho mình mới thấy trong kinh đó, những cái diễn biến nó xảy ra mà mình đọc bằng cả cái trái tim của mình sẽ thấy rõ ràng là trong đó nó có những cái ý nghĩa hết. Ngài A Nan đi tu không phải vì cầu Phật đạo chúng sanh gì hết, mà chỉ vì thấy tướng Phật đẹp đi tu. Đấy, anh khởi cái nhân đó nha. Cho nên rồi rốt cuộc cái quả cũng trở ngược lại với anh là gì? Vì cái tướng của anh mà làm hại một cô gái. Rồi gì cũng vì cái tướng của anh mà làm khổ. Nhưng mà rồi trong thâm tâm, cô ma đang già cũng đẹp, mà mình không biết đẹp cỡ nào thì mình không biết. Nhưng mà bởi vì tâm cũng có khởi, cho nên mới bị bùa thuật nó lôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Mình không ham mua vàng, mà loại vàng thiệt mà rẻ đó, thì đi ra shopping mà mấy cái anh da đen bây giờ mà cầm cả đống vàng mà đưa mình, hỏi mày muốn mua không, cái này vàng 24 nè, 5 đồng 10 đồng, mình từ chối dứt khoát liền chứ khỏi cần ấy. Really? That cheap? Rẻ quá. Rồi bắt đầu mới xin một cái, mình cầm cái gói vàng đó lên là dính liền, dính nó để sẵn những cái tà ở trong đó rồi, vì cái tâm mình như vậy. Cho nên rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình không có cái tánh bà tám, chỗ nào đông đông thôi sợ quá đi cho rồi, để ghé coi có chuyện gì vậy. Ghé vô có chuyện liền, dính mình liền. Cho nên cái người đệ tử mà đi về thưa với thầy: thầy biết không, hồi nãy con thấy người ta tụ họp vậy, con tới con coi coi chuyện gì. Nó nói con ăn cắp, nó bắt vô, con vô trong bóp, nó nhốt con cả ngày, nó điều tra con á. Mà con nói với nó con tu vậy mà ăn cắp gì, nó cũng không tin, nó điều tra con cả ngày vậy đó. Ông thầy nói xong chưa con? Nó dạ con nói xong rồi. Con làm ơn con leo lên giường cho thầy đập con trận. Rồi ông chồng hỏi, ông chồng gì phà, ông mới hỏi thầy: con bị oan ức mà tại sao thầy đánh con? Thầy không có đánh. Thầy đánh là thầy đánh cái bộ gió ăn cắp của con. Đó, tại sao giữa một đống người mà người ta không nghi, mà người ta nghi con? Như vậy chứng tỏ là cái bộ gió. Giống như mình đi vô hải quan á, khi họ hỏi cái gì á, mình đừng có nhìn tới nhìn lui gì hết á, nhìn thẳng. Quý vị đi hải quan là đi vô hải quan á, và quý vị phải đi mấy cái đó. Nó hỏi câu nào thì trả lời câu đó, không trả lời dư mà cũng không trả lời thiếu. Thí dụ như Pháp Hòa đi vô hải quan nhìn thẳng họ, họ hỏi đi đâu mới về, nói đi đó thôi. Mà hôm nào á mà mình đem cả đống đồ, họ không hỏi gì hết. Mắc gì nói I have two boxes. Họ không có hỏi nói gì. Cho nên rồi có nhiều khi đi qua cái mấy vị mới nói: ủa sao thầy đem đồ nhiều mà nó không có xét, nó có hỏi gì đâu nói. Mà nó hỏi chi thì mình nói nấy. Cho nên là trở lại cái chuyện này cũng vậy. Cái lực là cái gì? Tức là cái lực là cái sức mạnh mà tùy theo cái tâm niệm khởi của mình mỗi ngày, cái gì mà nó tạo ra cái lực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như cái tướng của mình là tướng Phật tử, cái tánh của mình là cái tánh Phật tử. Rồi mỗi ngày á, cái thì tự nhiên đó, nó sẽ tạo ra cái lực của Phật tử là sao. Đi tới đâu thì mình cũng hỏi: bữa nay thứ bảy ở đây có chùa nào tụng kinh thuyết pháp không? Sáng nay là sáng chủ nhật, có chùa nào tụng kinh thuyết pháp không? Thì tự cái lực của Phật tử mình có rồi, cho nên nó là cái sức mạnh nó đẩy mình. Còn cái lực của mình là lực điểm sắm, nghe mình tới mình hỏi ở đây có cái tiệm điểm sắm nào ngon không. Thành nữ là sao? Bởi vì hằng ngày mình cái tướng cái tánh của mình nó huân cái đó. Cho nên mà mình là tới đó cái mình hỏi ở đây có cái tiệm nào phùng chảo ngon không. Cho nên là như thị tướng
như thị tánh, như thị thể, như thị lực, bây giờ tới như thị tác.